mình tính làm cái súng à, mình tính làm cái ống hụt. Ống hụt các bạn. Hôm nay mình tính làm ống hụt. Đây mình đang làm, mình không biết làm cái này. Ba mình làm cho mình chơi á. Này ba mình rửa sạch rồi. Thì ba mình làm cho mình chơi nè. Đây nè. Mình nói ba mình á là chặt cái hút này thôi. Chặt tới đây thôi. Chặt tới đây ngừng. Chặt này ra. Đầu ngắn thì là đằng đầu ngắn thì là đằng sau, đầu ngắn thì là đằng trước. Đấy vậy. Ba mình chặt nè. Ba mình biết làm nè. Rồi các bạn về cua. Về là cua nha các bạn. Súng AK giả thôi chứ mà làm thiệt là game á.
chỗ này này. Cái ngừng lại nắm nè, để cái này nè, ấy nắm vào, nắm chỗ nào vậy bạn? Đó vậy đó, vậy đó, đẩy thôi, đẩy úp một cái rồi bấm thôi, là bể luôn á, đẩy bể hết rớt xuống đó. Rồi bắt đầu chưa? Rồi, rồi. Rồi bắn đi. Mạnh. Không đúng mạnh vậy. Nó khô rồi. Bây giờ nó khô rồi. Trên nó khô rồi. Trên khô rồi.
cho anh bắn. Khoan. Rồi, dính tay vô thôi. Nè, lấy cái tay này ra dính ngay này à, chọc đúng. Rồi nắm đó đó. Rồi chưa? Tới bắn này. Mà bắn cái lồng ra.
Rồi. Thôi để Ugh.